Đây là lần đầu của mọi người hợp tác với nhau, nên cái việc hiểu không không ăn ý nhau và không hiểu ý nhau nó sẽ có xuất hiện thôi, nhưng mà không sao. Cũng may là hai bạn nữ rất là hợp tác và rất là, nói chung là hòa đồng thân thiện. Mấy anh em hay ngồi lại nghiên cứu với nhau, thí dụ chỗ này anh thấy không được mà em thấy được, đôi khi cũng sẽ có bất đồng, nhưng mà mình sẽ đóng góp xây dựng trên tinh thần là tôn trọng nhau. Mỗi người có một tính, mỗi người một tính. Giống như nói chuyện với Quỳnh Lương thì anh phải chững chạc chút, chững chạc chút, tại vì Quỳnh Lương cũng suy nghĩ nó lớn á, trưởng thành. Mỹ Duyên thì hai anh em nói thật luôn, hai anh em giỡn nhau suốt, rất là vui. Mỹ Duyên mới đầu anh nghĩ là Mỹ Duyên rất là khó gần, nhưng mà không, sau khi làm việc một thời gian, khi đã quen nhau rồi đó, tại vì lúc đầu chưa quen nên hai anh em cũng có giữ khoảng cách, cũng ít nói chuyện với nhau, nhưng mà sau một thời gian làm việc với nhau rồi đó, hiểu tính khí, hiểu tính tình nhau rồi đó, bắt đầu hợp tác nó rất là ăn ý, nhịp nhàng. Và anh đối với Trình Mỹ Duyên là như hai bạn trai lên VO nó trên TV á, thì mình sẽ không đọc được những cái comment của khán giả, thì anh sẽ lên app VO nó trên điện thoại để anh kéo xuống anh đọc comment. Rồi anh vô cả YouTube, mỗi tập ra anh đọc tất cả luôn á, anh đọc tất cả những comment góp ý của mọi người. Anh rất cần những cái đó thật sự, tại vì mọi người luôn nói với anh là làm tốt rồi. Anh thường hay hỏi mọi người là đã coi phim chưa, rồi cảm thấy thế nào về anh, để góp ý cho anh. Mà cái tính anh đó giờ vậy á, cứ coi lại những sản phẩm của mình thì mình sẽ suy nghĩ, đáng lẽ khúc này mình phải vậy, khúc này mình sẽ làm tốt hơn, nhưng mà thật sự là khúc đó mình nghĩ không ra. Và anh rất vui vì mọi người đã comment thẳng thắn. Có những comment thẳng thắn như là giọng nói của anh nó hơi như thế nào đó, mọi người góp ý vậy anh rất vui. Mặt trời mùa đông, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần đang phát sóng trên ứng dụng VOON.